Sản phẩm hôm nay em Nga chào đón với quý anh chị là tổng diện tích lô rẫy cà phê sen với cây cau đang cho thu hoạch cà phê tơ và cau thì sang năm bắt đầu cho thu bói. Tổng diện tích là 1 ha. 1 ha hơn. À, đã trồng phun cà phê. Có 1000 cây cà phê trồng sen với lại cây cau phủ hết vườn rồi nha. Đó. Ở đây là chất đất đỏ ba gian đất đa rộng bằng như một cái sân bóng và cách quốc lộ 14A khoảng chừng là 4 km ạ. À. Đường đi lối lại thuận tiện ô tô vào tới nơi. Lô rễ ôm 80 m mặt đường đất cấp phối, đường rộng. À, đã có điện điện 3 pha, à, giếng nước. Cái vườn cà phê này gia chủ mới có trồng à, thu bói năm 2. Quý chị chăm sóc thêm cái vườn này thì sang năm vườn đạt năng suất rất đỉnh nha đã có nhà trên rẫy luôn và gia chủ họ đang cần bán và à, thu về giá 120 triệu một sao bao sang tên bìa cho quý anh chị và có bớt lộc nha lô rẫy thuộc huyện chư bứ nha xã gia rò huyện chư bứ quý anh chị quan tâm đến cái lô rẫy thì liên hệ đến em nga em nga sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem và làm việc trực tiếp với chủ nha